Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại kênh của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái bức tranh xốp hoa bằng xốp và hoa quả như này nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào làm thôi. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái tranh bông hoa bằng xốp như thế này nhé. Đây, mình đã chuẩn bị những cái xốp màu như thế này và một tờ giấy để làm lá, những cái hai màu cũng được. Và một tờ giấy để mình làm phông nha. Và có những cái bút chì tẩy, kéo, keo nến nữa nha. Keo nến là mình là cần đấy, cần nhất đấy. Đây nha. Thì mình bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị những bước để mình làm thôi. Đầu tiên mình sẽ làm cái bông hoa. Mình sẽ làm phông trước nha. Và bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ để làm gốc hình vuông nha. Mình sẽ gốc ở đây. Này nha. Đó, bây giờ mình sẽ cắt nha. Mình sẽ cắt đi, mình chỉ làm tầm này thôi. Và các bạn cứ để cái bên đấy là mình thấy là cắt đi là ok hơn ấy. Mình sẽ cắt. Bây giờ mình sẽ để cái phông này ra một bên, lên trên như này. Mình sẽ sử dụng những cái đây. Thì mình cắt những cái đoạn như thế này cũng được này. Đây hoặc là dài như thế này để mình cuộn nó vào. Và các bạn có thể dùng cái dây để chúng ta buộc vào nhé. Mình sẽ tìm cái dây. Mình hôm nay này hỏi các bạn lấy cái chỉ. Cái chỉ nếu ok là cái dây này nha. Mình sẽ sử dụng dây bởi vì mình không có chỉ ở đấy. Và thì chúng ta sẽ cắt theo cái chiều mà hoa muốn thần cận, cắt như này để làm nhị hoa này, hoa bên trong này và cái bọc bên ngoài. Okay. Bây giờ mình sẽ cuốn, mình sẽ làm, các bạn có thể làm ba cái bông hoa ba màu, một cái bông hoa ba màu nha. Mình sẽ cắt đôi nó ra như thế này. Đó, bây giờ mình sẽ cuộn nó ra. Đây, mình sẽ cuộn thành như này. Đó, bạn sẽ dán keo vào nha. Ô, keo nó mất rồi. Các bạn chờ xíu nha. Đây, chúng ta sẽ cuốn như này. Làm bông hoa. Như thế này nhá. Đấy. Rất là đẹp đúng không? Và mình sẽ để sang một bên. Thì mình dán sau và mình lấy cái sử dụng cái này. Mình sẽ cuốn vào. Không, mình sẽ sử dụng cái này sau mình lấy cái to hơn để mình cuộn nó vào. Mình sẽ cắt nhỏ đi một xíu. Đó. Phần thừa mình sẽ cắt đi. Đó.
Và đây mình sẽ gắn vô đây. Đó. Chưa, mình được cái này rồi. Hoặc là nếu mà mình cuốn to như thế này quá thì các bạn có thể lấy hai lần thôi nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng một cái bề màu trắng như này làm hoa cũng được này. Ok, và các bạn có thể cắt cho nó rộng hơn nha. Hoặc là sử dụng cái phông trắng như vừa nãy á. Ok, bây giờ mình sẽ dán vào nha. Đấy, các bạn muốn các bạn gắn vào đây này, các bạn quấn quấn như này này. Đó, wow, rất là đẹp nha. Mình sẽ gắn vào, sử dụng keo để mình gắn cái này vào với nhau nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đó, mình sẽ quấn như thế này. Các bạn nhớ là quấn chắc tay một xíu cho nó. Quấn như này. Ơ, nãy mình quấn đẹp lắm rồi nhỉ. Đây, chờ xíu nha, nó bị tuột rồi. Các bạn phải dính chặt lên. Mình sẽ sử dụng keo để mình dán chúng vào để cho nó chắc hơn nha. Bây giờ mình sẽ quấn quấn ở đây. Là các bạn quấn nhẹ thôi. Đấy, rồi các bạn tách ra như này. Lấy cái dây các bạn buộc vào. Mình sẽ lấy cái dây nha. Dây sử dụng dây này. Để mình buộc vào. Sẽ sử dụng cái chỉ như này để mình buộc dây vào. Ồ, nó hơi chắc nha, mình phải mình sẽ dán xung quanh trước đã. Đây, thì sẽ gắn vô đây. Đó, đây là bông hoa nè. Đây, và bây giờ chúng mình sẽ chờ nó khô và mình sẽ buộc nó nha. Buộc như này này, chụm nó lại vào nhau thì nó sẽ đẹp hơn á. Mình đang cố gắng buộc xem nó có chắc không. Xem được cái dây. Mình sẽ buộc ở đây. Mình sẽ buộc vào nha. Các bạn phải buộc chắc vào. Đó.
Nó có thể sẽ khó khăn, khó một xíu nha. Vẫn ok. Nên mình sẽ sử dụng cái keo nến để gắn cho nó chặt vào với nhau. Các bạn sẽ phải sử dụng cái to hơn nha. Sao mình có bị dính vào keo nhỉ? Các bạn chờ mình xíu nha. Nhét nó vào. Nhét nó vào bằng được thì thôi. Đó. Tôi đã bị bẩn cái này rồi, không sao. Mình sẽ làm lại nhá. Mình sẽ nhồi nó vào lại ở đây. Rồi mình sẽ cắt cái chỉ thừa, cái dây thừa đi. Rồi, tạm thời là bông hoa nó chưa được ok lắm. Mình sẽ dán vào đây. Gắn vô. Và tiếp theo chúng ta đến bông hoa tiếp theo nhé. Mình sẽ sử dụng bông hoa này. Cái nền này và cả cái này nữa. Đó, và cái này mình hoàn thành mình sẽ để sang một bên. Mình sẽ quấn vô đây. Các bạn đã thấy đủ, các bạn thể cắt bớt đi nha. Không cần phải quá là nhiều đâu. Đây. Đó, bây giờ mình sẽ chờ nó khô. Đấy, cho nó dính lại vào với nhau. Giờ mình sẽ gập, làm cái kiểu hoa khác để mình gập như này. Rồi mình sẽ gắn vô đây như thế này. Đó, rồi chúng mình sẽ buộc vào, hoặc là chúng mình sẽ gắn keo. Gắn như thế này. Rồi mình sẽ là cái dây mình buộc vào. Hoặc là các bạn dùng cái dây chỉ nó sẽ chắc hơn nha. Đó, rồi. Xong rồi nha. Hoa của mình tạm thời là tương đối là ok rồi. Mình cắt bớt cái chỉ thừa đi. Đấy, mặc dù là nó chưa ok lắm nhưng mà mình sẽ chỉnh nó sao cho nó ok nhất nha. Mình sẽ bóc như này vào cho nó. Đó. Bây giờ mình sẽ để lại bên cạnh, mình sẽ làm bông hoa khác nhé. Mình sẽ sử dụng bông hoa màu hồng như này và cái nõi màu trắng. Đây, mình sẽ sử dụng cái này. Mình sẽ cắt nhỏ thôi, nhỏ thôi. Đó. Rồi mình sẽ dán vô đây. Bớt đi. Ok, rồi mình sẽ gắn vào đây.
mình sẽ gấp đôi cái này và mình cắt ra. Đấy, chúng ta sẽ dắt nó ra một xí nhé, cẩn thận. Mình cẩn thận một xí nha. Bây giờ mình sẽ gần vô đây. Và chúng ta sẽ gắn hai cái này vào đây nha. Gắn vào. Đó, gắn bọn chúng vào với nhau. Sau đó mình sẽ cuộn tròn như thế này. Đó, các bạn để nó lên cao một xíu nhé. Đó, và sau đó mình sẽ gắn keo vào đây. Đó. Các bạn sử dụng cái gì mà có thể cho nó dính vào nhau. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy dây để chúng ta buộc vào. Đây, mình sẽ sử dụng cái dây như này để mình buộc vào nhau. Mình sẽ cắt cái dây. Đây. Mình sẽ để đặt lên đây. Buộc vào. Thế này. Tắt nút. Mình buộc vào. Ok, và cái phần thừa mình sẽ cắt đi. Đó. Mỗi bông hoa nó có dáng vẻ khác nhau. Mình làm nó cũng không giống nhau mấy. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ dùng bông hoa màu xanh nhé. Xanh thì mình sẽ lấy cái gọi là gì nhỉ? Cái xốp, cái nụ hoa màu vàng. Đấy, tầm này. Mình sẽ cuốn tròn vô đây. Mình sẽ sử dụng cái keo như này. Mình cuốn nó vào. Mình sẽ lại gắn nó vào đây. Ok. Đấy, giờ cái nụ của mình đã xong. Như thế này. Đó, và bây giờ mình sẽ sử dụng cái này để mình cuộn nó vào nhé. Mình sẽ cắt tầm đoạn này để mình cuộn nó vào. Mình sẽ sử dụng cái keo này như này. Mình cuộn nó vào nhé. Mình sẽ cuộn như này đây. Đó, mình sẽ cuộn từ từ và nhẹ nhàng nha. Sau đó mình sử dụng keo để mình gắn vào đây. Ok, mình sẽ chờ một lúc nha. Đó, mình phải chờ một lúc nó mới dính vào với nhau ấy. Mình sẽ bơm thêm keo và mình gắn vào. Đấy. Hoa này hơi to nha. Rồi mình để nó khô thì mình sẽ buộc nó vào. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ ok, và bây giờ mình sẽ chờ cắt bớt cái này đi cho nó quá là
Tí mình gắn vào sự nở. Ok. Và mình đã có bốn cái bông hoa này rồi, mình sẽ làm thêm một cái bông hoa nữa nha. Xong rồi chúng ta sẽ đây. Mình sẽ làm cái nụ bằng cái này. Đấy, các bạn cắt cho mình thuận là những cái tạo dáng khác nhau nha. Mình sẽ sử dụng cái màu hồng nữa. Đó, bây giờ chúng mình cùng nhau. Mình xem, đang nghĩ xem cái kiểu mới nào không. Mình sẽ làm nụ của cái này. Đây. Đó, rồi mình sẽ lấy cái dây buộc vào. Mình để, các bạn lưu ý là mình đang làm những cái nó khác nhau nha. Đó. Mình sẽ buộc thêm một nát thắt nữa. Như thế này. Đó. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái này cuộn vào với nhau. Và mình sẽ sử dụng cái keo nến để mình sử dụng keo nến để mình lấy vào đây nhé. Ui, mình dính vào đây là nó sẽ bẩn lắm nè. Đấy, mình sẽ gắn vào, mình giữ chặt nhé. Đó. Ồ, cái này mình vừa quá là nó đã bị kiểu. Đấy, đây là hoa của mình. Đây, đây là những bông hoa mình làm và mình đã cho các bạn xem rồi đây. Đó, và bây giờ thì mình sẽ làm vẽ những chiếc lá và cắt những chiếc lá để mình trang trí nhé. Mình sử dụng những chiếc lá như thế này. Giờ mình sẽ vẽ nhé. Và bây giờ mình sẽ sử dụng bút chì để mình vẽ chiếc lá, hoặc là các bạn cũng không cần phải ấy đâu. Giờ mình sẽ cắt. Cắt như này. Đó, chiếc lá đây. Cắt chiếc lá to nhỏ cũng đều được nha. Đây mình sẽ cắt to thêm một tí để mình làm cái hoa. Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái này để cắt nốt. Làm nốt những bó hoa này nha. Đó, bây giờ mình sẽ cắt nha. Mình sẽ chừa để làm chừa một cái để tí mình làm cái gì đó để trang trí. Đây, chúng ta sẽ cắt đôi cái này ra. Ok, và bây giờ mình sẽ chia ra làm đôi nếu mà để mình cắt dễ hơn nha. Rồi mình để bỏ tách ra một tí và bây giờ mình sẽ vẽ từng cái. Mình sẽ vẽ từng cái lá nha. Mình sẽ vẽ khuôn lá trước. Các bạn phải cắt lá to hơn nha. Mình sẽ lật ngược lại để mình cắt. Vẽ lá to hơn. Đó, như thế này ạ. Rồi mình sẽ cắt nha. Cắt như thế này. Đó.
Ok, vậy là chiếc lá của mình đã xong. Mình sẽ thu dọn cái này và mình sẽ làm tương tự với cái chiếc, với cái những cái này nhá. Đây, mình sẽ vẽ. Như thế này đây. Ok. Mình đã vẽ xong cái này rồi, bây giờ mình sẽ cắt nha các bạn. Cắt như này, mình sẽ cắt cho cái đường tương tự y cái lá vừa rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này đi. Giờ mình sẽ đây, đây chính là một cái lá này của mình. Giờ mình sẽ vẽ cho nó không cần vẽ đâu. Giờ mình sẽ dán vào nhé. Ok, và chờ mình xíu nha. Mình sẽ được rồi, và bây giờ mình sẽ lấy cái phông của mình sẽ chỉnh lại một xíu. Ok, và mình sẽ đặt lên đây. Rồi, và các bạn chuẩn bị cho mình một cái keo nến hoặc là cái keo dán để mình làm mấy nhá. Bây giờ mình sẽ đặt cái hoa vào đây, đặt hoa vào, mình sẽ đặt lá vào đây, mình dán xung quanh như thế này. Giờ mình sử dụng hồ nha. Và cái kia mình sẽ sử dụng keo sau. Đó, mình sẽ dán xung quanh viền viền ở đây. Giấy này là giấy hai màu á. Tiếp tục này. Sẽ lật ngược lên, mình dán từng cái lá vào. Mình cứ dán xung quanh thôi, tí mà mình dán cái hoa vào nó bị thiếu hay là sót ở đâu thì mình sẽ điều chỉnh lại kịp nha. Ồ, cái bên này mình đúng này. Keo này của mình sắp hết đây nè. Nó về ấy một xíu nha. Sẽ gắn vô đây. Sau đó mình sẽ đặt những cái hoa vào đây. Mình sử dụng keo nến để mình dán xung quanh. Đó, mình sẽ gắn từng bông vào. Như thế này. Nếu thiếu thì mình có thể tự mình điều chỉnh nha. Các bạn nếu mà thấy thiếu các bạn có thể thấy thêm vào nha. Đây thì mình sẽ cắt thêm cái lá để cho nó xung xuê hơn. Đây mình sẽ cắt thêm lá nha.
Đó. Mình sẽ sử dụng thêm giấy để mình cắt. Sẽ sử dụng những cái giấy như này nữa. Thế này. Đó. Bây giờ mình sẽ vẽ và mình cắt nha. Hoặc các bạn không cần phải đó, bây giờ mình sẽ cắt nhé. Đó, mình cắt như thế này. Đó. Cái phần này mình sẽ bỏ đi cái này nữa. Đây, bây giờ mình sẽ cắt nhé. Mình sẽ chỉnh thêm cho cái lá của mình nó được như thế này. Đó. Và bây giờ mình sẽ dán xung quanh nhé. Cái này chắc chắn là mình sẽ cắt thêm này. Sẽ sử dụng thêm để mình cắt nhé. Mình sẽ làm nền cho cái lá này, làm nền cho cái hoa nhé. Bây giờ mình đã thấy mình tự tin hơn nên mình sẽ không vẽ, mình sẽ cắt trực tiếp như thế này. Rồi, cái này mình cắt cho để mình sẽ ấy lại. Ok, rồi bây giờ mình sẽ sử dụng keo, làm keo nến để mình gắn vào đây nha. Đó. Rồi, tiếp tục bên này nữa. Mình sẽ gắn như một bức tranh lá thiên nhiên như thế này. Bên này mình cũng gắn xung quanh như thế. Mình sẽ chia ra hai bên, một bên lá như này, bên lá như kia nha. Rồi đây, đó, vậy là cái mình sẽ cắt thêm những cái lá để mình dán cái tại cái này mình dán đấy, nhưng mà lúc còn nó vẫn chưa được ấy lắm đâu. Cắt bớt bằng cái này đi. Để thêm cái này nha. Rồi mình sẽ cắt cái chiếc lá nhỏ hơn như thế này. Thank you.
Mình sẽ cắt. Đó. Mình sẽ dán nốt nhé. Đó, bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại cái dây này nha. Ui, nó dính nhiều ghê cơ. Đó. Các bạn có thể làm thêm những cái hoa hết này nha. Đó, đây mình cảm thấy cũng khá là thiếu ấy. Mình có thể mình sẽ làm thêm. Bây giờ các bạn chờ mình xíu là mình sẽ gắn thêm nha. Đây, mình sẽ sử dụng cái xốp màu đỏ như này. Và cái mình sẽ làm thêm một cái nữa cho nó chắc chắn hơn, cho nó được đầy đủ hơn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ gắn vào như thế này. Mình sẽ sử dụng cái tách ra như này. Các bạn có thể dùng cái màu khác nha. Rồi mình sẽ buộc dây vào. Đây, mình sẽ buộc dây như thế này vào. Đó. Cắt đi, mình sẽ cắt một cái dây thừa đi. Như thế này. Đó, bây giờ mình sẽ gắn thêm nha. Mình sẽ gắn chỗ này. Đây là gắn ở đây. Mình sẽ gắn ở đây. Mình sẽ gắn ở bên này. Ok, đúng nha. Bạn thể gắn thêm những cái điểm vàng như này. Xé đi. Đấy, giờ bạn cuốn nó vào á. Như này. Đấy, sau rồi mình sẽ cắt. Đây, sau mình sẽ cắt. Rồi mình sẽ dây mình buộc. Như thế này. Tiếp tục mình sẽ buộc vào nha. Mình sẽ dây vào nhau như thế này. Đó, và sau đó mình sẽ buộc chặt rồi mình cắt đi. Sẽ cắt gọn vào nha. Đó, mình có thể cắt lượt bớt chỗ này đi. Đó, và bây giờ mình sẽ gắn vô đây cho nó đỡ, nhìn đỡ trống trắng hơn và nó có thể làm cái bức tranh thì mình đầy đủ hơn. Mình sẽ làm y đặc sệt với cái này nhé. Mình sẽ gấp như thế này và mình sẽ làm như thế này. Đó, sau rồi mình sẽ buộc vào. Rồi mình xoắn vô đây. Và buộc vào đây. Đó, bây giờ mình sẽ cắt đi nha.
Ok, rồi mình sẽ gắn nút vào đây. Rồi mình sẽ gắn vô giữa như thế này. Đó. Đó, vậy là bức tranh của mình đã xong. Rất là đẹp đúng không ạ? Vâng. Đây. Rồi giờ chúng ta ngắm thành quả nhé. Mặc dù nó chưa được hoàn hảo lắm nhưng mà tạm thời có thể cho những cái bông khác vậy gắn vô đây cho nó đẹp hơn. Như thế này đấy ạ. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.